Trận đấu đầu tiên trong vòng đấu tứ kết giữa game thủ Nguyễn Tất Sơn và Hoàng Văn Triệu. Đây là màn ấy của game thủ Nguyễn Tất Sơn, anh được cầm Pamran và bên kia là IA. Như vậy là Pamran hai chém siêu tuyển trong Mapla trong trận đấu đầu tiên này. Màn máy các bạn đang xem là game thủ Nguyễn Tất Sơn. Giải đấu chúng ta sau khi kết thúc khu vực Bắc Bộ 1, chúng ta đang đến với các trận đấu trong khu vực Bắc Bộ 2. Vâng, đây là trận đấu tứ kết giữa game thủ Nguyễn Tất Sơn và game thủ Hoàng Văn Triệu. Và một bãi quả đầu có 6 cây dành cho game thủ Nguyễn Tất Sơn. Anh lấy màu 2, còn Hoàng Văn Triệu là người lấy màu 3. Pamran đối đầu với IA. Một cây quả ở xa và một cây quả ở gần. Hiện tại thì chắc là các bạn cũng nghe thấy chất lượng thanh hình ảnh đều đã ok rồi. Bắt đầu xin dân tiếp theo đóng thêm E. Thường thì dân thứ 7 của Pan tôi mới đóng E cơ. Dân thứ 8 đóng E hơi à, dân thứ 6 đóng E là hơi vội. Vâng, bài Pamran đối đầu Bia. Thực ra thì hai cái này mình thấy là ngang ngang nhau chứ Pan và Bia không cách xa nhau là quá nhiều. Vâng, như vậy vừa mở mắt ra gặp ngay con sư tử. Con này mà chết dân thì cũng đau đầu. Rồi, rất may là nó không chết. May quá. Vâng, đang cho dân chặt gỗ và thêm dân đi dò. Bạn thấy rất là ok. Cái video của mình đâu nha các bạn, đợi mình chút nha. Rồi. Vâng, giải đấu Atlantic 2018 mùa thứ 3 do Game TV tổ chức đã khởi tranh từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 rồi. Với 8 khu vực sẽ được thi đấu sau khi kết thúc cùng một gồm các tỉnh là Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La. Chúng ta đang đến với các tỉnh ở trong khu vực Bắc Bộ 2 gồm có Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Tuyên Quang. Vâng, giải đấu chúng ta được tài trợ bởi hai nhà tài trợ đó là Twin188 và Pou. Website của Twin188 là twin188.live và website của Pou là playlive.win. Xin cảm ơn đến hai nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải đấu của chúng ta. Vâng, sau khi kết thúc khu vực 2 chúng ta sẽ đến với khu vực Bắc Bộ 3 và các bạn có thể truy cập website atlantic.com để đăng ký tham gia thi đấu giải đấu Atlantic của chúng ta cũng như là qua mạng xã hội Facebook với fanpage Game TV giải đấu. Vâng, trở lại với trận thiếu này thì một bài đấu Pamran của game thủ Nguyễn Tất Sơn, anh có 7 hiệu đầu, 4 con đang đưa về, có bãi quả phụ ở đây nhưng vẫn đang thiếu một đồ. Và game thủ Nguyễn Tất Sơn là game thủ đến từ Bắc Cạn. Anh này đã giành ngôi vị đó là nhất bảng A. Và vào vòng 1-16 anh vượt qua game thủ nhì bảng B đó là Trần Xuân Hiển với tỷ số là 4-3. Vâng, sau đó thì anh đã góp mặt ở trong vòng tứ kết này để đối đầu với thủ Hoàng Văn Triệu đến từ Cao Bằng. Hoàng Văn Triệu là người nhất bảng C và anh vượt qua người nhì bảng D là Nông Văn Dũng với tỷ số là 4-1. Ở vòng 1-16 anh góp mặt trong vòng đấu tứ kết. Và một trận đấu mà bài Pamran dừng ở hơi xa một chút xíu, một cái rừng dừa nhưng có hai bãi quả phụ và một con voi rất xa. Con voi này thì chắc là anh này không câu về được đâu, vẫn đang lùa hiêu thôi. Lùa những con hiệu 7 hiệu đầu về tới 7 gian ăn gỗ để có thể có một lượng gỗ dồn lên mắc binh nhất. Và đóng BG. Và như vậy phi lỗi mất con hiệu này rồi. Dần đi dò với bài pan 2 quả phụ, 2 bãi quả phụ đều 6 cây luôn. Đây 6 cây mình giật mình. Tưởng quả 5. Đây mới là quả 5 này. Một bãi quả phụ 5 cây, bãi quả phụ 6 cây. Một tách dần ra câu voi nữa. Đóng BG rồi. 18/20 và anh đang dừng dần. Vâng, bên kia không chết dân, 24 dân và dòng 16% giống bên này. Vậy là cả hai bên đều đang khá là ok. IA và Pan, đây sẽ là vị trí đóng BB này. Đang đi dò ra sau đây còn gì không, quả đầu đã hết rồi. Nên ăn bãi quả phụ này không anh? Vâng, như vậy là câu đôi voi để về á. Căng vậy. Vâng, anh câu đôi voi này về thì bá đấy. Rất ghê và đang câu đôi voi luôn. Hãy cùng xem tình huống câu đôi voi này của game thủ Nguyễn Tất Sơn. Ăn một hit rồi. Nhưng anh đang có rất nhiều gỗ, anh nên nhớ điều này. Và như vậy cả đôi voi cùng quay đầu, tại sao là không ăn bãi quả phụ kia. Đã để lại còn 4 nông dân ăn gỗ rồi. Vẫn đang đi dò thêm, thấy thêm voi nữa. Quả phụ ở đây này. Và mình nghĩ là như vậy là anh này đang muốn lên đóng S ăn voi rồi. Đúng là như vậy, tại sao không ăn bãi quả phụ này nhỉ. Pan ăn quả phụ nó sẽ mắc binh hơn rất nhiều. Dường như anh muốn để dành để sau khi lên đời có thể khai thác rồi. Và đời thì kích rồi, như 40%. Và chưa thấy anh đóng BB. Sẽ là câu con voi này về BS này. 4 nông dân này phi con voi trước. Rồi một con voi nằm xuống ở đây. Thêm con voi này nữa. Ok, hai voi. BB đang thiết kế bo nhỏ bãi gỗ. Một bãi quả phụ ở đây, một bãi quả phụ trên này. Bài IA đánh tới 26 dân và dò 19%. 26 dân dò 19% và không có chết dân. Cả hai game thủ chúng ta đều không chết dân. Có một con sư tử ở đây anh có chú ý không? BB đóng rồi, thực đang dồn lên. 98% chỉ số lên đời, đây sẽ là BM. Vâng, anh quyết định đóng BL trước.
Thực chưa đủ nhưng gỗ đã đủ vào đây ở BM. Tại sao không đóng hẳn BL lên đây dâng lên cho khỏe. Đây là bãi vàng rồi, đóng BL ở đây kê được cả bãi vàng cũng hợp lý thôi. Vâng, kích. Vâng, 15x với 18 nông dân của Panvira. Và bắt đầu kéo dân ra để khai thác bãi vàng. Giò chưa được xin. Cần phải xin giò anh ơi. Vâng, đã xin giò dành cho game thủ Nguyễn Tất Sơn. Vâng, chưa đóng S ăn vàng. Cuối cùng anh cũng đã đóng S rồi. Vâng, như vậy là IA lên đời sớm hơn anh một chút. Mặc dù đánh 26 nông dân, đán hết một con voi ở đây rồi. Giò đã có, chưa nâng công giáp gì cả. Anh này dường như công nghệ nghe vẻ hơi chậm thì phải. Vâng, đẩy giò đi luôn rồi. Nhét dân vào bo nhỏ bãi vàng. Vâng, quấn ruộng. Công giáp lên đủ luôn. Và đi giò thì gặp giò đối phương. Chào hỏi nhau câu rồi té. Vẩy e bo nhỏ bãi vàng. Và sau đó sẽ là ra ruộng. Thêm một cái e ở bãi gỗ không. Bãi gỗ anh cần hai cái e nữa mới kín. Rồi một cái e ở đây. Chỗ này vẫn hở này. Chỗ này vẫn hở. Rồi thêm một e nữa. Ok luôn. Dân ăn hoàng đây đã đứng chơi rồi. Đã phát hiện ra nhà đối phương. IA đã lên đời 3 xong. Anh ấy vừa bị hóa rồi. 1L. Vâng, chưa nâng cấp được bánh xe rồi hết lực ăn hoàng rồi. Bãi quả phụ ở đây sao không ăn nhở? Ô, chán thật đấy. Bãi quả phụ kia mà ăn được có phải tươi không? Giò công giáp đầy đủ đang chọc những con nông dân IA. Và IA đã đóng phủ ra thủ rồi. Và một lạc đà được xin ra. Dân vẫn đang đứng chơi. Tại sao lại đi đập lô mà không ăn bãi quả nhở? Trời ơi. Vâng, ăn được một dân của Yamato rồi. Chạy giò nhanh còn kịp. Vâng, lạc đà đang đẩy sang. Nhưng mà nông dân đang đứng chơi khá nhiều. Vâng, anh quyết định đi ăn voi. Tại sao không phải là một tình huống đi ăn hoang bãi quả kia nhỉ? Vâng, bây giờ thì thả lạc đà vào bãi vàng của đối phương. Chém thôi. Vâng, chú ý chém mặt này này. Đối phương phải e bo lại rồi. Vâng, ăn hoang được con voi này. Nhưng anh phải lên được cả bánh xe nữa để tránh phù. Và như vậy là bị phù mất một con lạc đà. Vâng, kéo con ngựa chém đối phương về nhà làm gì đây khi anh không thủ phù. Và bãi gỗ của anh thì vẫn hở. Hình như anh này không để ý bãi gỗ rồi. Rồi bị chém được gần hoang luôn. Lạc đà đi công bị chém được con phù đối phương. Nhưng đối phương có lạc đà và ngựa chém đứng kê. Tách vào những khoanh ruộng. Nhưng đã là những khoanh ruộng tròn và kín. Vâng, không phải là đi ăn hoang bãi quả này. Trời ơi. Vâng, đi ăn hoang bãi quả đấy thì khỏe mắc binh luôn. Thậm chí lên được cả bánh xe. Vâng, vẽ thêm ruộng ở đây. Như vậy là ba cái ruộng dành cho bài Pamiran. Vâng, nếu là mình sẽ ra ăn bãi quả này. Sau đó nâng cấp bánh xe và có thể kháng phù của Yamato. BA, một nhà BA thôi. Là đủ, bài này chỉ cần một nhà BA là đủ. Vâng, dường như đang muốn dò ra đơn hoang của IA. Hình như bạn chú ý hết vào trong này rồi. Hai bãi gỗ trong này, hai BS và đang vẽ ruộng. Kéo dân lên đây làm gì đây? Vâng, như vậy anh ăn hết voi này, bắt đầu đi tìm đồ ăn hoang. Vâng, thấy một bầy hiêu. Thấy một bầy hiêu. Vâng, anh bắt đầu phi nó. Bầy hiêu có 5 con nên anh xé tanh bành ra rồi. Thêm một chiếc BS nữa. Vâng, bánh xe vừa mới được nâng cấp. Bây giờ sẽ phải lên bánh xe tụ lạc đà. Và một BA để đóng ở đây luôn. Cũng hợp lý thôi. Và cái bãi quả này thì không ăn. Trời ạ. Sau khi xem lại trận đấu này thì đề nghị anh Nguyễn Tất Sơn phải xem lại. Tại sao không ăn bãi quả đấy. Vâng, tham lai IA đang đè. Nhưng mà mình nghĩ là tới điểm này thì cũng chỉ là cân thôi. 5 công nghệ được nâng cấp rồi. Tức là bên kia hình như là bên này không được chặt gỗ. Thì công giáp đầy đủ này. Hai công nghệ lên đời. Và một cái bánh xe ok như nhau. Chưa có dấu hiệu chuyển cung gì cả. Bên này đã bắt đầu xin cung G rồi, sẽ là cung R và bắn phủ trước. IA đang đánh thủ để chuyển cung A. Và đây là bãi ăn hoàng người cầm Yamato. Ồ, cái gì đây anh? Bãi gì người ta này? Vâng, cung R đẩy vào rồi. Tìm xem đây là cái nhà gì. Đây là cái gì? Ok. Vâng, như vậy là anh không nhìn xem đây là cái gì. Và anh đang lao cung R vào để bắn phủ của đội bạn. Đội bạn đã đen nhà chính cho chui vào trong này rồi. Và ngựa chém đang đứng kê. Bắn con phù thủy này. Rồi, bắn trước con phù thủy rồi. Và bây giờ thì những con ngựa, xin lỗi là những con lạc đà sẽ được đẩy vào. Vâng, phủ đầu đây, phủ đứng bên trong luôn. Vâng, như vậy là mất ngay hai lạc đà. Con này anh mệt rồi đây, và ở nhà đang bị chém vào. Khoanh ruộng này. Vâng, sau dân lại chạy ra ngoài được ta. Vâng, như vậy vậy kịp thời rồi. Bị chém chết con lạc đà ở nhà. Vâng, bãi gỗ không biết là hở chỗ nào nhưng mà thấy dân chạy ra ngoài được. Con này làm sao công đây. Bài cho son đang thủ phù rất tốt đến từ game thủ Hoàng Văn Triệu. Và ngựa chém cộng với lạc đà đang công bãi gỗ người cầm pan. Tờ này liệu anh có để ý không? Như vậy anh để ý rồi nhưng nổ. Vâng, vậy kịp thời dành cho game thủ Nguyễn Tất Sơn. Vâng, cái bãi quả này thì không ăn. Vâng, sao chạy dân tứa lừa này.
Không hiểu anh chạy dần đi đâu, anh chạy cho về ăn bãi quả. Chắc là lại chạy về ăn bãi quả thôi. Cũng ở đây có hai con, đẩy vào bán phù nhưng lạc đà của anh không có nhiều với cái bài 1L này. 5 con lạc đà. Đây nè, ra để làm lại ruộng. Vâng, 5 con lạc đà đây thôi, 1L thì làm sao vã được IA. Bây giờ mới ăn bãi quả. Nếu như mà cái tình huống mà ngay từ thềm đầu anh không ăn đôi voi, anh lên ăn quả để đôi voi sau khi lên đời mới ăn ấy, thì nó khỏe hơn rất nhiều so với cái bài mà anh ăn đôi voi trước. Sau khi xem lại trận thiếu này thì anh cần phải để ý hơn. Ừ, như vậy là công vào mặt này. Chưa thấy cung R lao vào. Mặt này đã là BE và BM rồi. Cung R vẫn đang đứng rình ở đây. Vâng, nếu như Yamato chuyển A thì Pamidan cũng có khả năng chuyển A. Nhưng quan trọng đối phương thủ nhiều phù quá. Vâng, cứ mang lạc đà sang biếu này được chém chết. Lạc đà công giáp đầy đủ, ngựa chém cũng vậy. Với 4 con lạc đà ở đây thì không đủ để chơi đối phương. Vâng, bây giờ đang phải rút lui con lạc đà mình. Và chưa biết ở đây là cái gì cơ. Đây này, cái khu vực này không biết là cái gì mà thấy nông dân lúc nãy chạy ở đấy. Vâng, bây giờ mới đóng L2. Lực thì là cực khỏe rồi. Vâng. Phải mình bài pan ra này, mình ăn bãi quả kia 2L mình tát cho cái ông Gia này đỡ làm sao được. Vâng, 2L hoặc là 1L 1A giết chết ngay. Đây, anh không biết đây là cái nhà gì. Bú gần hết bãi quả rồi anh vẫn không biết ạ. Trời ơi. Vâng, bây giờ thì cung R cóng ghê. Vâng, 4 con cung R. Bài pan này vẫn đang cố gắng để thi đấu. Nhưng mà phù đội bạn đã bắt đầu giải ra rồi. Đây này, bãi quả này, đội bạn ăn gần hết bãi quả rồi. Anh không biết, vẫn cứ đứng lạc đà ở đây thôi. Vâng, dí cung R vào bán phù. Đây này, nông dân đang ăn tứa lừa này. Ui trời ơi. Vâng, bắn được có một con phù thôi. Chém được tân dân ăn hoang của đối phương bên ngoài là rất tốt rồi. Dường như vừa lên được công nghệ gì đó. Như vậy là chém 4. Ok, lên chém 4 để đối đầu với những con lạc đà và ngựa chém đối phương. Lạc đà sẽ phải tanker để chém ngựa chém vào lạc đà của đối phương. Và cung R phải đi vòng để bắn phù. Vâng, nhưng cung A hai áo đã có rồi và quá đông cung A đây. Tỷ số là 1-0 để cho Hoàng Văn Triệu trong trận đấu đầu tiên. Nguyễn Tất Sơn đã quyết định ghi sai. Và 1-0 để cho Hoàng Văn Triệu vẫn tái cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Hoàng Văn Triệu và Nguyễn Tất Sơn. Và chúng ta sẽ solo random và solo AC chạm 3. Nếu như hòa thì sẽ solo xen tự do chạm 2 để lựa chọn người vào vòng bán kết nha các bạn. Cùng chờ đợi với trận đấu thứ hai thôi.